Chào các bạn. Chào các bạn. Nay cô ca làm gì? Ghép hình. Trời ơi, ghép đi nè, ghép đi. Thôi anh hai chơi nó nhỏ nhỏ thôi. Chơi ghép hình. Rồi giờ coi ghép đi. Hồi nãy hình con thỏ đúng không? Con thỏ. Con thỏ chơi xe đạp. Đây là sách gỗ ghép hình nha các bạn. Bắt cái đầu con thỏ luôn. Bắt cái đầu con thỏ luôn hả? Giờ ghép bánh xe trước dễ hơn nè. Đây. Đâu, coi ghép cho mấy bạn xem coi. Cái đó là gì con? Bánh xe đúng không? Con xoay thì sao cho nó khớp? Nó luôn hết. Đúng chưa? Đúng rồi, con đè nó mới xuống được nha. Cái xe bị ngã, cái xe bị ngã. Bị ngã hả? Nè, ca chưa đỡ ngay thì sao mà đè xuống được? Cái xe bị ngã. Rồi, con ghép đi nè, ghép cho mấy bạn xem đi. Có bánh xe nè. Ghép kéo chưa? Rồi, ghép không? Ghép. Xoay thì sao? Mẹ giúp nha. Đó, mẹ chỉ ca ghép miếng đầu tiên nha. Rồi, bánh xe nữa đâu? Rồi, con xoay thì sao? Đè xuống. Khi mà khớp rồi mình đè mới đè xuống được. Thấy hay không nè? Nhỏ nhỏ thôi con. Mình bị gánh được. Con làm đi, con làm được mà. Con xoay tới khi nào mà con đè xuống được thôi. Kiên nhẫn lên nè. Mạnh xuống không? Cái này phải đè mạnh xuống một chút. Tại vì cái này mới á. Mới nên nó hơi cứng. Rồi con xoay đúng chiều đi nè. Rồi đè xuống. Đó, đè xuống. Dùng hai tay, không nổi thì dùng hai tay. Rồi. Cái đầu con thỏ. Cái đầu con thỏ, đúng rồi. Đó, cái tay đầu con thỏ. Có lỗ tai nữa không? Con kéo xích lên đây nè, sát nhau. Con xoay đúng chiều rồi đó, đè nó xuống. Tại nó hơi cứng đúng không? Rồi. Cái này con ráp đi, cái đầu, cái đó là cái đầu đó. Đó chưa đó. Rồi còn cái mình nữa đâu? Rồi, con thỏ chạy gì con biết không? Con thỏ đi xe gì? Mạnh xuống. Mạnh xuống chút nữa. Tại nó mới, nó cứng luôn. Đúng rồi. Rồi, con thỏ đi xe gì? Đi xe đạp. Đạp tiếng Anh là gì? Bị cái xe ngã xe. À, bị ngã xe hả? Nó kém bỏ. À, có kém móc. Kém bỏ cái xe ngã. Ừ.